Hello, chào mừng 500 anh em đã quay trở lại với channel của Hà Nội Computer và lại là mình Nami đây. Và như tiêu đề của video thì chắc hẳn các bạn cũng đã biết sản phẩm ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn là gì rồi phải không nào? Chính xác, đó chính là những chiếc sao card. Nhưng mà chúng mình sẽ giới thiệu dưới hình thức đó chính là reaction, để có thể đưa ra cho các bạn những cái cảm nhận cũng như là đánh giá một cách khách quan nhất khi mà trải nghiệm một cách gọi là không được biết đó là những chiếc sao card như thế nào. Và đặc biệt là mình nghĩ video này sẽ rất hữu ích cho những anh em nào đang phân vân lựa chọn, không biết là lựa chọn chiếc sao card nào cho phù hợp với lại cái nhu cầu của cá nhân trong việc nghe nhạc hay là chơi game trên PC. Và hơn nữa thì nhân vật chính của ngày hôm nay sẽ không phải là mình các bạn ạ. Mình sẽ không phải là người trực tiếp đưa ra những cái ý kiến cá nhân để gửi đến cho các bạn, mà ngày hôm nay thì mình đã mời đến ba anh chàng cao to đen hôi đẹp trai để có thể cùng trải nghiệm và đưa ra những cái đánh giá khách quan nhất dành cho tất cả mọi người. Và không để anh em chờ đợi lâu hơn nữa, ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi đến với phần giới thiệu ba chiếc sao card mà ngày hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn là gì nhé nhá. Đi thôi nào. Sản phẩm ngày hôm nay mà chúng ta sẽ test đó chính là đầu tiên chiếc sao card onboard của Asus Maximus 12 Hero, tiếp theo là sao card 7.1 Creative Blaster, và cuối cùng đó chính là chiếc sao card Creative USB Sound Blaster Play 3. Và ngay bây giờ thì chúng ta cùng đến với phần reaction của ba nhân vật chính ngày hôm nay thôi. Mình tên là Khánh, năm nay mình 25 tuổi, mình sống tại Hà Nội và đang làm trong ngành truyền thông marketing. Xin chào bạn, mình là Kiên, năm nay mình 24 tuổi và hiện tại mình đang là đạo diễn của kênh YouTube của Hà Nội Computer. Mình là Vinh, hiện đang là sinh viên năm khóa cuối ở Đại học Thăng Long và cũng đang là MC reviewer tại Hà Nội Computer. Hiện tại thì có vợ và con đầy đủ rồi. Hiện tại là mình vẫn còn ế bạn ạ. Hai anh bảo mình fuckboy nhưng mà thực ra mình không phải fuckboy. Fuckboy thì làm gì có ai ế. Mình đã có người yêu và mình đang có một mối quan hệ hạnh phúc. Yeah boy. Ok, mình bắt đầu đây. Thường thì khi mà test tay nghe hay là cái đồ âm thanh gì đấy thì mình thường thường sẽ dùng những cái bài hát là mình thích nghe và mình nghe nhiều. Mình hay nghe rap Việt và mình đang khá thích một bạn nữ, bạn ấy tên là Pháo và hiện tại bạn ấy đang có một bài mới rất là hay. Về cái thể loại mình hay nghe thì mình hay nghe những cái bản nhạc vocal nhiều hơn. Thể loại mình yêu thích thì sẽ là những bài R&B hoặc là pop ballad thôi. Thử với nhạc US UK trước thì bây giờ sẽ nghe bài Thinking Out Loud của Ed Sheeran. Cái sao cạc này nó làm tiếng mid nó hơi bị khô một tẹo, tiếng treble khá tròn. Sau khi mà mình nghe thử qua hai bài thì mình thấy là ở cái sao cạc đầu tiên là các bạn cho mình nghe này, này thì nó mạnh về cái âm mid là nhiều nhất, vì nghe cái giọng của ca sĩ nó rất là tiến và kiểu như thế thì nó sẽ định tai và dễ nghe hơn. Every single day. Tiếng bass khá là ổn. Với các bạn thì cái sao cạc này khá ok, trừ cái điểm là mid nó hơi bị khô một tẹo. Xử lý được âm thanh ở cái mức dung lượng lớn, xuất ra âm thanh dung lượng lớn khá là vẫn là tròn, vẫn tròn vành rõ tiếng. I just wanna tell you why. Với cái sao cạc thứ hai này thì mình không rõ là các bạn cắm vào cái sao cạc nào, nhưng mà nó có cái đầu ra công suất nguồn mình thấy là nó lớn hơn khá khá vì cái volume thì vẫn giữ nguyên rồi. So honey now. Cái beat nó rõ hơn hẳn, cả bass và cả treble nó cũng rất là rõ. Mid con kia đã hay rồi, mid con này còn hay hơn cơ. Cái mid nó hay đến cái độ mà cái tiếng quảng cáo ấy, người nói trong quảng cáo ấy, đây này đang quảng cáo này, nghe cũng hay. What the fuck, nghe kiểu rõ. Cái khác biệt nó rất là mình thấy ấy, thì nó là thay đổi ở phần âm bass. Âm bass bây giờ nó mạnh hơn gần như là rõ rệt luôn. Mình nghe thấy bass nó rất là mạnh và nó không bị dính tiếng với nhau. Tiếng trap tròn phết, sáng. Mình cảm thấy là ở cái phần lyric nó đang hơi bị cái tiếng nó hơi bị bẹt một chút. Còn ở cái phần mà đánh bass với treble thì nó sẽ tốt hơn một chút, hơn là so với cả cái phần beat. Thì
thì cái này có vẻ là nghe nó cái bass nó ít hơn một chút, ít hơn một lượng một chút, nhưng mà nó lại chất lượng hơn. Cái bass nông nó chưa đạt lắm, nó chưa đạt đến cái độ rõ, nhưng mà để mà chơi game ấy thì cái tiếng bước chân khi mà nghe trong game FPS thì sẽ hơi hụt. Tuy nhiên thì với những cái giải âm sâu, bass sâu như thế này và nghe nhạc thì nó hay ấy, đánh khá là dồn dập và kiểu đi vào lòng người, để mà bay sàn thì khá là tốt. Nếu mà tính thang điểm 10 thì mình sẽ cho cái thứ ba cho cái thứ ba ở mốc 10 điểm đi, thì lần lượt quay lượt lại về thì cái số 2 nó sẽ được khoảng tầm 9 đến 9 điểm rưỡi nếu mà sông sênh. Còn cái đầu tiên mình nghe thì có lẽ chắc nó chỉ được tầm 6 điểm thôi. Mình nghĩ thế cũng đúng, bởi vì nó chỉ là cái soundtrack tích hợp của một cái main boss thôi mà. Đặc biệt ấn tượng với cả cái soundtrack thứ 3, nó chỉ là cái soundtrack USB thôi và giá nó cũng tương đối rẻ, nhưng mà chất lượng âm thanh cho là nó thì cũng còn hơn cả một cái soundtrack cắm khe PCI trên main boss. Đó là cái Sound Blaster đúng không nhỉ? Vâng. Mình đánh giá rất là cao cái đấy. Với cái Blast ấy, theo bạn vừa nói thì cái Blast nó sẽ cho một cái cảm giác về, nhất là khi nghe nhạc rap ấy. Mình đã chọn nhạc rap bởi vì là mình biết là cái việc sử dụng cả âm thanh ấy nó sẽ giúp cho các cái phần về treble hay là bass nó sẽ rõ và nó sẽ nghe nó sẽ thích hơn rất là nhiều. Nó đem lại cho mình một cái cảm giác trải nghiệm nó rất là sướng và rất là thích. Cái sau cạc USB, mình không nhầm, cái sau cạc USB mình đánh giá đứng thứ hai là bởi vì nó không chênh nhiều so với cái cạc onboard. Nhưng tuy nhiên thì cái phần khi mà bắt đầu đến cái phần mà bass ấy và cái phần beat của hai cái là ngang nhau, nhưng khi đến cái phần bass nó cho mình một cái cảm giác tốt hơn, thực sự là tốt hơn, nên là mình đã để nó ở cái thứ hai và mình cảm thấy là cái kết quả mình đưa ra với cả kết quả của bạn đánh lại cho mình thì nó không bất ngờ lắm. Thật ra là nếu mà nói về giá thành của cái số 1 và cái số 2 thì mình không bất ngờ lắm, tại vì là nghe là ra luôn. Còn với cái giá 9 triệu để dùng con cạc onboard, con bỏ ra 9 triệu để mua con main thì mới có con cạc onboard đấy để dùng đúng không? Thì thực sự là mình khuyên mọi người nên mua thêm một cái sao cạc là con thứ hai và con thứ một để gắn thêm vào. Chứ cái sao cạc onboard này thì để chơi game thì ổn thôi, chứ còn để nghe nhạc thì không nên. Tại vì nó không thể nào mà tái hiện lại được cái âm thanh một cách chuẩn nhất, nhất là khi mà các bạn nghe những bản vocal nhiều. Nếu mà để bỏ tiền ra mua thì bạn sẽ lựa chọn chiếc nào? Chiếc thứ hai tại vì nó rẻ. Thực sự thì mình cũng đang tính đến chuyện là build một bộ PC khoảng 40-50 triệu. Thì với 40-50 triệu này thì mình cũng sẽ không ngại ngần gì mà thêm một chiếc sao cạc để nghe sướng. Mình sẽ làm luôn một em 2 triệu mốt để làm về để nghe luôn. Nếu mà cho thì mình lấy, mua thì không biết. Sau màn đánh giá cũng như là trải nghiệm vừa rồi của ba chàng trai thì hiện nay chúng ta đang có bảng xếp hạng với chị vị trí tạm dẫn đầu, đó chính là em Soundcard Creative 7.1 Blaster với trị giá là 2.199.000 đồng. Và tạm dẫn vị trí số 2 trong bảng xếp hạng đó chính là em Soundcard Creative USB Sound Blaster Play 3. Và cuối cùng trong bảng xếp hạng này đó chính là em Soundcard Onboard trên chiếc mainboard Asus Maximus 12 Hero. Và đó là bảng xếp hạng đánh giá của ba nhân vật trải nghiệm trong chương trình ngày hôm nay. Còn nếu như các bạn muốn trải nghiệm thực tế thì có thể đến một showroom Hà Nội Computer gần nhà mình nhất để thử nghiệm ngay thôi các bạn ơi. Còn bây giờ thì các bạn cũng đừng quên like, share và subscribe kênh. À, cũng như là đóng góp cho chúng mình ý kiến rằng là số tiếp theo thì các bạn sẽ muốn chúng mình reaction về sản phẩm nào ở phía phần bình luận nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn các bạn trong những video tiếp theo.